景衛、はい、どうもしようかな、ええな、好lắm, tiến bộ rất nhanh. Như thế này sớm thôi. Mấy thằng nhóc này sẽ làm chủ được hoàn toàn thanh kiếm bên hình. Tập tiếp đi. Một. Một đấy. Mấy thằng này đứng yên tôi đếm nào. Nhớ cái bốn thằng điện tử của mình nhỉ? Thế có 3 thằng. Thằng Binh lại trốn tập rồi. Cứ trốn tập về làm ăn cơm cháo đi. 3 thằng này đi tìm thằng Binh rồi tao. Bảo nó về tập đi. Binh Game Học Viện Bá Vương đại đỉnh thật đấy. Tổ chức cả offline game luôn. Chất thế nhỉ. Hôm nào phải rủ mấy anh em đi tham gia cái sự kiện này mới được. Đỉnh quá. Giờ thì vào chơi game đã nào. Tiếng nhạc gì quen thế nhỉ. Ai có chơi Học Viện Bá Vương à? Ông Bác ơi. Hả? Ông cũng chơi game này à? Ô, cái thằng này Học Viện Bá Vương ai mà chả biết. Tao nhá, là tao chơi game này từ hồi nó mới phát hành cơ. Ui da, chất thế nhở. Còn tốt server ở đây này. Đỉnh thế. Ui, này nhá, tao còn biết tháng 12 này nhá, có 2 tướng mới, tư chất 17 cộng cơ. Ê, chưa hết đâu bác ạ. Cuối năm nay nhá, Học Viện Bá Vương còn có sự kiện Tích Cực Quay Tay Vất May sẽ tới. Ngoài những phần quà như là áo, bình nước, lịch năm mới thì chúng ta còn có cơ hội nhận được iPhone 14 Pro Max cơ. Ui, cho mày đẳng cấp thế á. Rõ ràng. Bình ơi. Bình ơi. Bình ơi. Sao rồi nhỉ? Bình ạ. Kia kìa. Bác ơi, bác gì này? Bình gì này? Mày lại trốn tập chơi game này. Quay về luyện tập nhanh lên không là thầy lại nổi điên lên bây giờ. Ui dồi, tập mãi thì phải nghỉ ngơi chứ. Này nhá, tao vừa tìm được một fan cực kỳ là lâu đời của Học Viện Bá Vương. Đâu? Lại còn tốt server nữa cơ. Ai ai? Ý rồi. Đi đi. Mấy thằng danh con này bảo chúng nó đi tìm bạn về rồi trốn luôn. Tao bắt được nó đòn. Mấy thằng kia. Trường, dạo này vẫn khỏe chứ? Sao lại đây? Ông tôi rẻ hôm nay bị làm sao mà mặt cắt không ra một giọt máu này? Ừ. Chưa bao giờ thấy ông ý như này cả. Không biết có chuyện gì nhỉ? Tất cả lấy vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Tại sao lại thế ạ? Ông lão này ai? Tại sao lại chiến đấu? Lão ta chính là sư phụ của ta. Người đầu tiên tìm ra sức mạnh biến hình và truyền nó vào đầu bọn. Nhưng mà gặp lại sư phụ thì phải tay mắt mặt mừng, như sao lại rút kiếm đánh nhau? Đúng rồi. Sư phụ của ta không đơn giản như vậy đâu. Nhiều năm trước đây, sau khi lĩnh hội được sức mạnh biến hình, ông ta đã huấn luyện ra 4 đệ tử và chia ra 4 trường phái. Đó chính là thanh kiếm biến hình, trang sức biến hình, nhẫn thuật biến hình và chú thuật biến hình. Đội hình 5 người của bọn ta đã làm mưa làm gió trên khắp giang hồ, là bất khả chiến bại. Cấp thế nhở? Cấp được ấy. Tuy nhiên, càng hoạt động, 4 huynh đệ của ta càng nhận ra sư phụ của ta đã ngày càng biến chất, lấy sức mạnh biến hình làm nên việc tàn ác xấu xa. Chính vì vậy, 4 huynh đệ của ta đã liên thủ đánh bại ông ta, vĩnh viễn tới ông ta vào nhà ngục Impel Down. Từ đó, 4 huynh đệ của ta đã chia cách nhau, mỗi người tìm cho mình một lối đi riêng. Nó là một chuyện đã xong. Cái nhà tù đấy chỉ là nơi nghỉ dưỡng của ta thôi.
ta thích vượt ngục lúc nào mà chả được. Ông ta tàn ác như vậy sao? Mà vừa nãy ông ta là người tốt mà. Mà thôi, hôm nay có dịp thầy trò mình ngồi tâm sự với nhau, bỏ xa tí nhỉ. Cả rút kiếm. Đến đây. Đến đây. Đây chính là vua hải tặc Goldy Roger. Roger ở đây rồi. Thử hỏi ông ta xem kho báu One Piece ở đâu đi. Muốn có kho báu One Piece á? Đánh bại ta đi, rồi ta sẽ nói cho. Chả chuẩn bị tinh thần, ông ta mạnh lắm đấy. Lại đây nào, lũ nhóc. Nhưng mà chưa đủ đâu. Ông ta mạnh quá. Đây là sức mạnh của người đã tạo ra sức mạnh biến hình sao? Hãy xem sức mạnh của thanh kiếm biến hình đây. Khá lắm. Tại sao ông tấn công mạnh nhất chúng ta lại không sinh ra gì với ông ta vậy? Đó chính là nhờ Haki Bá Vương của ông ta. Nó có thể bảo vệ chủ nhân khỏi tất cả các đòn tấn công. Chưa hết, Haki Bá Vương còn là sức mạnh công thủ toàn diện. Nó có thể hủy diệt mọi thứ. Trên đời có năng lực mạnh như vậy sao? Hãy xem ta đây, Haki Bá Vương một phát. Sức mạnh này vượt quá sức chịu đựng của lũ nhóc. Tao không cầm vững kiếm nữa. Hắn tới đây. Tất cả cẩn thận. Đáng lẽ ta có thể kết thúc chúng mày ngay tại đây, nhưng mà mối thù của ta hàng chục năm trước không chỉ có chúng mày mà còn có ba thằng nhãi kia nữa. Cho nên ta sẽ giữ chú mày ở lại đây để làm con tin. Có mấy thằng nhóc kia, ta cho chúng mày 2 ngày để đi tìm ba thằng đồ đệ của ta về đây. Nếu không, ta sẽ lấy mạng sư phụ của chúng mày. Đừng dừng lại. Bọn tôi sẽ đi. Vào đây bàn lại một chút. Chúng mày đã biết tìm những người kia ở đâu chưa? Trang sức biến hình là đối thủ chúng ta trước đây, đệ nhất kiếm sĩ Mihawk. Tao biết tìm ông ấy ở đâu. Nhân thuật biến hình, sư phụ đã từng kể cho tao người này. Tao biết vị trí của ông ấy ở đâu rồi. Chú thuật biến hình là một nhân vật thoát ẩn thoát hiện. Tuy nhiên, có một vị trí mà ông ta hay lui tới. Tao sẽ tới tìm ở đó. Còn tao sẽ ở lại đây bảo vệ sư phụ. Cùng với đó, có thể sẽ biết được điểm yếu của hắn. Vậy thì chúc tất cả may mắn. 1, 2, 3. Hai. Đi thôi. Đừng tin chúng nó quá, có khi chúng nó bỏ của chạy lấy người hết rồi. Các anh em cho băng số đỏ, không bao giờ bỏ mặc nhau.
Ông phải nhớ lấy điều đấy. Không thấy, không thấy Huy đâu cả. Cơ hội này rồi, chạy thôi. Ông Louis, đi đâu vậy các chó cưng của ta? Hình như ta trêu các chó quá, nên các chó sinh hư đúng không? Thôi, các chó thích là được. Nào, sao mà đánh được Kirito? Ôi, mày không có tuổi. Nào. Ui, hai chú cháu này chơi học viện Bá Vương mà không rủ mình à? Cho chơi với à? Đánh đi. Đi chơi với. Đánh đi, đánh đi nào, vào đây. Đánh nó đi. Trời, mạnh tay nào. Các ngươi tưởng ta đang cầm kiếm giả, nhưng mà thực ra nó là kiếm thật đấy. Lần này thì chạy đằng chơi. Ê, mày ngửi thấy mùi gì thối thối không? Gì kệ đi, tấn công. Ta đã bảo rồi, không có tác dụng đâu. Cái tên này già rồi mà vẫn còn gần lắm, không thể nào đánh bại đâu. Đã lúc rồi. Vinh, ta dạy cho chú mày chiêu thức cuối cùng, chiêu thức tối thượng của thanh kiếm biến hình. Tuy nhiên, chiêu thức này phải có mặt đầy đủ tất cả anh em trong băng số đỏ. Yeshua chắc chắn là như vậy. Yên tâm, ông Tơ Rèn, ngày mai chắc chắn bạn bè của tôi sẽ có mặt đầy đủ. Úi giời ơi, mấy giờ rồi? Quá nửa tiếng rồi mà chưa thấy tao. Thôi thì tao cũng không bất ngờ lắm. Làm sao bây giờ? Giờ lành đã điểm. Đánh phải liều thôi. Xin là xin vĩnh biệt cũ. Biến hình. Biến hình. Hai ngày qua bị ông anh liên tục ăn hành cái cơm, bây giờ bọn ta đã mạnh lên rất nhiều rồi. Đừng ngỏ lấy mạng bọn ta. À thế à? Thế thì vào đây xem nào. Tốt lắm. Có tiến bộ đấy. Nhưng mà chưa đủ đâu. Hai tay kìa. Trời ơi. Mà chiêu thức vừa rồi là cái gì? Đó lại là một chiêu thức nữa của Haki Bá Vương. Nhanh đến mức chúng ta không kịp nhìn thấy gì cả. Lại Haki à? Đúng vậy. Sư phụ của ta là bậc thầy Haki. Giang hồ có mệnh danh là Cường Bá Vương. Trời ơi. Thế thì trước đây làm thế nào mà mấy huynh đệ công có thể đánh bại được hắn ta? Đó là sức mạnh của tình đoàn kết. Cộng với nữa là nếu ông ý ăn binh chi linh bị tiêu chảy nên là bọn tao đánh úp mới giành chiến thắng được. Thế luôn nhiều khi mình thể hiểu được. Úi giời ơi, thế này thì chết cả nước rồi. Trời ơi. Kết thúc rồi.
Cái gì đây? Cẩn thận, là chiêu thức mạnh nhất của ông ta. Kiếm khí Haki có thể hủy diệt mọi thứ. Vâng, tiếp tục đi thôi em. Dừng tay. Đây chính là Viện Ánh Trăng Sức, đối thủ cũ của chúng ta mà. Cuối cùng thì một thằng đệ tử nữa cũng lòi đuôi ra. Chào ông già. Mọi người, thằng A, mày quá, tao tới kịp. Người còn no lắm. Đừng tưởng bỏ là ta đến đây để cứu các người. Ta đến đây là vì ta căm ghét lão sư phụ này quá thôi. Vào đây mấy thằng nhóc. Thằng đồ đệ trời đánh thứ ba của ta, nhẫn thuật biến hình Việt sấm sét. Yo, ông già kia khổ rất trời đông con ơn. Lâu rồi không gặp, ông vẫn gằn dở như ngày nào. Rồi, mày đến được sao? Sorry anh em, tôi muộn. Tại cái lão Việt sấm sét này lề mề quá. Không chỉ có mình ta thích đến muộn đâu. Gatsuga Tensho. Quân, sorry anh em, ông Phong này trốn kỹ quá, lại còn suốt ngày đi muộn. Phong chú thật, chú mày còn sống sao? Việc sấm sét là chú mày đấy à? Tại sao sau bao nhiêu năm mà chúng mày vẫn ăn cắp phong cách của tao? Giống từ kiểu tóc, màu tóc, bịt mắt, đều có sức mạnh từ mắt, đều là thầy giáo mà lại còn dạy cả ba đứa học trò. Còn gì nữa không, mày kể nốt đi. Thôi thôi thôi, mày mới là đứa ăn cắp của tao ấy. Đừng thấy tao nhiều fan girl mà gato, ok? Mày đã ăn cắp ở lại còn lơ đảng à? Mày tao cạo cái đầu mày đi. Ai cho mày để tóc xuống tao hả? Hai cái tên kia vẫn như xưa, cứ gặp nhau là gai nhau. Giống em tao người không độ trời chung. Đó cũng là lý do tại sao bốn chúng ta đường ai nấy đi đấy. Thôi 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 mấy ông chú ơi, thu hoàn gà ra một bên đi. Bây giờ chúng ta có chung một kẻ thù kia kìa. Chiến thôi. Mày cái trò đấy, xử xong lão sư phụ tao sẽ xử với mày. Tốt lắm, tất cả các gương mặt quen thuộc đã tề tựu đầy đủ rồi. Chiến thôi nhỉ. Lần này ta không bị tiêu chảy nữa đâu. Nhiều ái mồ. Đừng quên, tôi là học trò mạnh nhất của ông và cũng là nhân vật mới nhất trong Học Viện Bá Vương. Mấy thằng ăn cháo đã bắt. Thôi, còn tôi nó mau ra. Mày nghĩ một chiêu có thể dùng được hai lần sao? Bỏ mẹ rồi. Thằng đầu tiên ra đi. Hai ngày qua bọn ta đã luyện tập rất nhiều. Bọn ta nắm đường kiếm của ngươi rồi. Ngày hôm trước ta chỉ dùng 50% công lực của ta thôi, mà hôm nay nó là 100%. Mấy thằng danh con. Thằng Kakashi đâu rồi? Mày cho tao một mạng nhá. Thằng ăn cắp. Tất cả cùng tấn công trở ra lắm. Chết rồi, Haki của hắn mạnh quá, chúng ta không chịu nổi. Haki bá vương quá mạnh quá, chẳng nhẽ chúng ta không thể biết được One Piece là gì sao? Chẳng lẽ đã đến lúc rồi sao? Tất cả anh em, đã đến lúc ta thi triển chiêu thức mạnh nhất của thanh kiếm biến hình rồi. Đó là gì? Đó chính là hợp thể.
Một khi kiếm khí Haki của ta chém ra, không ai có thể đỡ được. Vĩnh biệt tất cả chúng mày. Không biết mà vẫn ngáng đường ra sao. Bành trướng lanh địa, vô lượng không xứ. Mạnh đấy, nhưng chiêu này chỉ giữ chân ra được vài giây thôi. Có Haki Bá Vương bảo vệ, các người làm gì được ta? Sư phụ, trận đấu kết thúc rồi. Thanh kiếm của nó đâu? Tất cả anh em, chu kiếm. Hợp thế. Chiêu thức mạnh nhất của thanh kiếm Vệ Đình, nó kết hợp năm thanh kiếm thành một thể mạnh nhất. Và thanh kiếm này có thể vô hiệu hóa tất cả sức mạnh đến từ năng lực biến hình, kể cả Haki của ông đấy. Tiến lên nào. Tiến lên. Tiến lên. Cần liều ta đi. Năng lực biến hình của ta. Năng lực biến hình của ta đâu rồi? Thanh kiếm này đã vô hiệu hóa năng lực biến hình của ông rồi ông lão. Trong vòng một tiếng nữa, ông sẽ không thể biến hình được. Ông thua rồi. Cuối cùng ta có thể đợi đến ngày này, ngày mà lũ đệ tử của ta đồng tâm hiệp lực để đánh bại ta. Hàng chục năm trước, để cho các ngươi có lối đi riêng, ta đã tạo điều kiện để các ngươi đánh bại ta. Để bây giờ các ngươi được đứng trên đôi bàn chân của mình. Thế mà bây giờ các ngươi mỗi đứa một phương, không ai liên lạc gì với nhau cả. Là một người sư phụ, ta rất đau lòng. Thế nên ta đã một lần nữa quay trở về giang hồ để giúp các ngươi đồng tâm hiệp lực đánh bại ta. Xem ra ta đã thành công rồi. Ông lão, thì cuối cùng One Piece là cái gì? Hãy nhớ, kho báu One Piece thật sự đó là tinh thần đoàn kết. Vãi cả đồ đệ của Cường Bá Vương, không bao giờ được quên điều đấy. Nhiệm vụ của ta ở đây đã hết rồi. Môn phái biến hình của chúng ta còn trở nên hưng thịnh được không? Đó chính là nhờ các ngươi đấy. Các anh em, xem ra sau trận đấu này chúng ta rút ra được nhiều điều. Lão khọm đó nói quả không sai. Chúng ta mất quá nhiều thời gian để tách nhau ra. Dù rằng chúng ta là đồng môn, có lẽ đến lúc chúng ta cùng nhau quay trở về rồi. Môn phái biến hình chính thức quay trở lại. Thế là nhiệm vụ anh em mình đã xong rồi nhỉ? Có thể nghỉ ngơi chơi học viện Bá Vương rồi. Khoan đã. Bây giờ môn phái đã có 4 người thầy rồi. Chúng mày nghĩ có thời gian để nghỉ ngơi sao? Bây giờ đã lúc bắt đầu chương trình huấn luyện đặc biệt của môn phái biến hình rồi. Không thể như thế được. Lên anh em. Tại ngay học viện Bá Vương Mobi, xuân đón tướng hit rước lộc iPhone 6. Vô dô tới iPhone mới, xuân đài phơi phới. Lưu ích tên khai mưu điêu khuôn sử. Đăng ký sự kiện nhận iPhone 14 Pro Max tại hocviệnbavuong.vn. Hey slow các anh em, đừng quên là cùng like, share và subscribe cho Pink Slay nhé các anh em nha. Let's go.